Hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đi suối đá nha. Đây cũng là lần đầu của mình luôn. Và mình sẽ đi suối đá Năm Hồ ở Vũng Tàu. Hello, hello, đây là anh Thắng nè mọi người. Đây là cũng là một phù thủ. Nhưng mà phù thủ này tốc độ chậm. Đây mình đang có mặt tại hồ suối đá. Bây giờ sẽ đi vô tham quan thử nha. Ok. Bên đây là để là lên hồ số 2 là 80m. Hồ 1 mình nghe người ta review là hồ số 4 là đẹp. Hồ số 4 không bao giờ hết nước, đây là hồ số 4, 200m. Leo nha, ok chưa? Ok nha, giờ leo 200m nha mọi người. Bắt đầu bước đầu nè. Suối đá thác hồ số 5, ui đẹp ghê nha. Thác đổ từ trên cao xuống, du lịch tham quan ăn uống tắm mát. Đây là những cuộc hành quân đi trong núi. Mình hồ 3 sắp tới. Mình đi số 4. Đây là người ta chỉ mũi tên lên. Suối đá hồ 4 đầu nguồn. Nước sạch sẽ. Nên tới nơi nó làm cái bảng giữ chữ hồ 4 cái đang bảo trì. Còn bên đây là hồ số 3 nha mọi người. Hướng bên đây là hồ số 3. Hướng bên đây là đi hồ số 4. Đây là tay mình đang đi lên nha mọi người. Hiện tại mình không biết chỉ dẫn 200m là đi bao lâu nữa mọi người ơi. Nhưng mà ướt áo rồi nha. Đẹp á. Cảnh màu xanh đẹp á. Tắt đi. Đi. Mày ơi. Mình đang đi đâu vậy anh An? Quay đây nè, quay cam mà nói chuyện nè. Đang đi tới suối đá hồ số 4. Tại sao mình không đi mấy hồ số 1, 2, 3? Anh đi lần nào chưa? Lần đầu. Chào mọi người nha, mình đang có mặt ở hồ số 4. Cái này không có zoom được ta. Cái gì? Anh muốn gì? Anh đang muốn gì anh? Zoom. Thôi đẹp vậy. Không có hoa đẹp lắm. Ngủ rất chắc ngủ bơ. Hello mọi người, hiện tại mình đã tới được hồ số 4 rồi. Leo gì giống xuống leo núi chứ chàng kìa. Sau khi check in xong ở suối đá Năm Hồ, núi Vinh, thì giờ mình sẽ đi về thôi. Kết thúc hành trình 2 ngày 1 đêm đầy thú vị cùng So superhero, so very tablet, just something.